Cảm ơn quý khán giả đang giữ màn hình của Hồng Việt TV. Trở lại với bản tin ngày thứ hai hôm nay, sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với anh Ngọc Chiểu. Sau đây là phần tin quốc tế. Philippines sẽ bỏ việc phong tỏa COVID-19 ở tại Manila, trong khi số lây nhiễm cao kỷ lục. Một giới chức hôm nay cho biết là Philippines sẽ bỏ lệnh ở nhà ở tại thủ đô Manila trong tuần này, khi mà chính quyền thử nghiệm thu hẹp phong tỏa để mà kiểm soát lây nhiễm COVID-19 và hồi sinh kinh tế. Hôm nay thì Philippines có thêm 22.415 ca mới, và đây là kỷ lục mới về số lây nhiễm hàng ngày. Trong bản tin thì Bộ Y tế cho hay tổng số lây nhiễm ở Philippines hiện nay là hơn 2.1 triệu ca, trong khi thêm 103 người chết và đưa tổng số tử vong lên là 34.337 người. Hơn 13 triệu người ở tại vùng thủ đô, trung tâm kinh tế của đất nước, đã phong tỏa từ ngày 6 tháng 8 do lây nhiễm tăng kỷ lục vì biến thể Delta. Quyết định nới lỏng các quy định từ thứ Tư được đưa ra sau khi mà số lây nhiễm hàng ngày trên toàn quốc đã vượt qua 20.000 ca trong 3 ngày qua, đã gấp đôi con số lúc đầu đợt phong tỏa mới nhất và tăng thêm áp lực lên các bệnh viện đang thiếu hụt y tá. Phát ngôn viên Harry Rock của Tổng thống cho hay là phong tỏa cục bộ sẽ thử nghiệm ở vùng thủ đô Manila trước. Mục tiêu có thể là một gia đình, một tòa nhà hay một đường phố. Đó sẽ là phong tỏa hoàn toàn nếu một người thuộc trường hợp phong tỏa cục bộ, ngay cả lương thực cũng được đưa đến tận nhà. Nới lỏng quy định ở vùng thủ đô sẽ giúp cho nhiều doanh nghiệp mở cửa trở lại và thúc đẩy du lịch địa phương. Và dựa trên những hướng dẫn trước đây thì nhà hàng sẽ được phép tiếp đón thực khách, salon được làm đẹp và được phép hoạt động mặc dù giới hạn công suất. Và số giáo dân giới hạn cũng được phép tham dự trực tiếp thánh lễ tại nhà thờ. Tổng thống Rodrigo Duterte gần đây đã nhấn mạnh là đất nước không thể phong tỏa thêm nữa, sau khi các biện pháp trước đó đã làm cho kinh tế đình trệ và hàng triệu người bị mất việc làm. Chính quyền quân phiệt Miến Điện chấp thuận lời kêu gọi của ASEAN ngừng bắn để phân phối cứu trợ nhân đạo. Thưa quý vị, hãng thông tấn Kyodo dẫn lời đại sứ của khối Đông Nam Á phụ trách Miến Điện cho biết, chính quyền quân phiệt đồng ý lời kêu gọi của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ngừng bắn cho đến cuối năm nay để bảo đảm phân phối cứu trợ nhân đạo. Theo sau cuộc đảo chánh hồi tháng 2, ASEAN cố gắng chấm dứt bạo lực ở Miến Điện, nơi hàng trăm người bị giết chết, và mở cuộc đối thoại giữa chính quyền quân sự và phía đối lập. Đại sứ Erwan Yusof đề nghị ngừng bắn trong cuộc hội đàm online với Bộ trưởng Ngoại giao Winna Maungluin và quân đội chấp thuận. Ông Erwan cho hay đây không phải là ngừng bắn chính trị, mà ngừng bắn để bảo đảm an toàn và an ninh cho nhân viên cứu trợ nhân đạo, giúp họ phân phối hàng hóa cứu trợ một cách an toàn. Ông Erwan cũng chuyển đề nghị của ông gián tiếp đến các bên phản đối sự cai trị của quân đội. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm thứ Bảy, ông Erwan nói rằng ông vẫn đang thương thảo với quân đội về điều khoản của chuyến viếng thăm mà ông hy vọng thực hiện trước cuối tháng 10 và muốn nói chuyện với bà Aung San Suu Kyi. Ông cho hay ASEAN kêu gọi các bên chấm dứt bạo lực để tạo điều kiện cho việc phân phối cứu trợ nhân đạo. Các nước ASEAN và đối tác đối thoại cam kết viện trợ 8 triệu đô la cho Miến Điện. Quân đội lên nắm quyền sau khi cáo buộc bất thường trong cuộc bầu cử mà Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ NLD của bà Suu Kyi thắng lớn. Các nhà quan sát quốc tế và ủy ban bầu cử lúc đó khẳng định cáo buộc của quân đội là sai lệch. Bộ trưởng phụ trách về COVID-19 Taro Kono của Nhật Bản được ủng hộ làm tân thủ tướng. Đài Asahi hôm nay cho biết ông Taro Kono là bộ trưởng phụ trách COVID-19 của Nhật Bản, cũng là sự lựa chọn hàng đầu của cử tri cho chức vụ thủ tướng Nhật Bản, có thể cũng nhận được sự hậu thuẫn của một đảng cầm quyền trong cuộc chạy đua lãnh đạo đảng. Việc thủ tướng Yoshihide Suga vào hôm thứ Sáu bất ngờ công bố là ông từ chức đã mở rộng cuộc chạy đua lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do LDP, dự tính sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9
với một loạt ứng cử viên cân nhắc tranh cử, trong đó thì có hai phụ nữ. Thế đa số của LDP tại Quốc hội đã bảo đảm người chiến thắng sẽ trở thành thủ tướng. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida, năm nay 64 tuổi, là ứng cử viên duy nhất công bố ra tranh cử tính cho đến nay. Ông Kono thì chưa chính thức công bố tranh cử, nhưng báo chí loan tin là ông có ý định tranh cử. Đài Asahi cho biết là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba đang cân nhắc ủng hộ cho ông Kono thay vì chính ông ta ra tranh cử, đã tăng đáng kể cơ hội chiến thắng của ông Kono. Ông Kono né tránh vấn đề này trong cuộc họp báo vào hôm nay về chương trình chích ngừa của Nhật Bản và chỉ nói rằng trong trường hợp ông tranh cử, ông sẽ bảo đảm việc tranh cử không ảnh hưởng đến nhiệm vụ hiện đại, trong đó có chương trình chích ngừa ở đất nước nơi chưa đến một nửa dân số chích ngừa một cách đầy đủ. Ông Ishiba năm nay 64 tuổi đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các thành viên đảng, giúp ông đánh bại ông Shinzo Abe trong vòng thứ nhất của cuộc chạy đua lãnh đạo đảng vào năm 2012. Và ông thua trong vòng sau đó khi mà chỉ các nhà lập pháp có thể bỏ phiếu, sau tiếp theo thua hai cuộc chạy đua chức lãnh đạo đảng. Và hai cuộc khảo sát trong vài ngày qua cho thấy là ông Kono là lựa chọn hàng đầu của các cử tri cho chức vụ thủ tướng, với 23% đã nói với nhật báo Yomiuri Shimbun trong cuộc khảo sát công bố vào hôm nay là họ ủng hộ cho ông. Tiếp tục tin Á Châu, thưa quý vị, Đài Loan cảnh báo Honduras về những hứa hẹn hào nhoáng giả tạo của Trung Cộng. Đài Loan hôm nay cảnh báo Honduras về những hứa hẹn hào nhoáng giả tạo của Trung Cộng sau khi đảng đối lập chính của đất nước Mỹ Latin này tuyên bố chuyển công nhận ngoại giao sang Bắc Kinh. Ứng cử viên Tổng thống Xiomara Castro trước đó nói rằng bà sẽ lập tức thiết lập liên hệ ngoại giao và thương mại với Trung Cộng nếu bà thắng cuộc bầu cử trong tháng 11. Bà Castro, phu nhân cựu Tổng thống Manuel Zelaya, là ứng cử viên của Đảng Tự do và Tái thiết, đảng đối lập cánh tả. Honduras là một trong 15 quốc gia duy trì liên hệ chính thức với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho hay, Đài Loan nhắc nhở Honduras rằng những hứa hẹn của chính quyền Trung Cộng thường hào nhoáng và giả tạo. Chúng là mưu đồ để phá hoại liên hệ ngoại giao của Đài Loan với các đồng minh. Đài Loan đang theo dõi sát tình hình ở Honduras và cam kết củng cố liên hệ song phương 80 năm qua của họ. Bắc Kinh tăng áp lực lên Đài Loan kể từ khi Tổng thống Thái Anh Văn lên nắm quyền vào năm 2016 vì bà phản bác lập trường của Trung Cộng rằng Đài Loan là một phần của Hoa Lục. Trung Cộng lôi kéo 7 đồng minh ngoại giao của Đài Loan, trong đó có 3 nước ở Mỹ Latin gồm Panama, El Salvador và Cộng hòa Dominica. Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan Alexander Yui trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Honduras vào tháng trước cho hay nhiều hứa hẹn từ Bắc Kinh chưa thực hiện và đẩy một số quốc gia vào bẫy nợ nghiêm trọng. Đại sứ Đức tại Trung Cộng ta từ trần chỉ sau 2 tuần nhậm chức. Đại sứ mới được bổ nhiệm của Đức tại Trung Cộng là ông Jan Hacke vừa từ trần, và Bộ Ngoại giao Đức cho biết là bộ vô cùng đau buồn khi hay tin sự đột ngột ra đi của viên đại sứ tại Trung Cộng. Và giáo sư Jan Hacke, ngay lúc này thì Bộ Ngoại giao xin gửi lời chia buồn đến gia đình và người thân của ông. Và bộ không cho biết thêm thông tin về ông ta, năm nay 54 tuổi, đã qua đời ở đâu và như thế nào. Theo từ sử của ông trên trang web của bộ thì ông có 3 người con và trở thành đại sứ tại Trung Cộng vào hồi tháng 8. Trước đó thì ông Hacker làm điều phối viên chính sách người tị nạn cho Thủ tướng Angela Merkel từ năm 2015 cho đến năm 2017. Sau đó thì làm cố vấn chính sách đối ngoại của bà. Trước đó thì ông làm luật sư và thẩm phán cũng như làm việc tại Bộ Nội vụ. Bà Merkel cho biết là ông Hacker bất ngờ ra đi đã làm cho bà bàng hoàng. Và bà khen ngợi ông là một người cố vấn đầy nhân tính và giàu kinh nghiệm. Bà còn cho hay bà vui mừng vì được làm việc cùng với ông trong những năm qua. Và bà xin gửi lời chia buồn đến vợ con của ông cũng như những người thân trong nỗi đau buồn khôn tả này. Qua tin tiếp theo, Taliban tuyên bố thành trì phản kháng cuối cùng tại thung lũng Panjshir thất thủ.
Thưa quý vị, Taliban tiến vào thủ phủ của Panjshir, là tỉnh cuối cùng ở Afghanistan, phản kháng sự cai trị của Taliban và tuyên bố toàn thắng. Trên mạng xã hội, Taliban đăng tải hình ảnh cho thấy các chiến sĩ Taliban đứng phía trước cổng nhà tỉnh trưởng. Phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của Taliban cho hay, Panjshir đã nằm trong tay các chiến sĩ Taliban. Ông nói rằng, với chiến thắng này, Afghanistan hoàn toàn được đưa ra khỏi bãi lầy chiến tranh. Trong một đoạn video khác, Taliban treo cờ của họ ở thủ phủ của Panjshir. Một chỉ huy Taliban trong clip nói rằng, khu vực cuối cùng nơi toàn bộ lực lượng từ Afghanistan quy tụ đã nằm trong tay Taliban và chúng ta đã treo cờ lên. Một đoạn video khác cho thấy, cũng của Taliban, ba trực thăng trong một sân thể thao khi các chiến sĩ tiến vào. Một chiến sĩ Taliban trong đoạn clip cho hay, phe phản kháng bỏ lại những trực thăng này, tất cả đều bị hư hỏng. Một đoạn clip Taliban chia sẻ trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người xuống khỏi núi, cho thấy một số chiến sĩ có thể đang ẩn nấp ở rìa thung lũng và tìm cách chiến đấu ngay cả khi thủ phủ thất thủ. Phát ngôn viên Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan, viết tắt là NRFA, sáng hôm nay phủ nhận tỉnh rơi vào tay Taliban. Mặt trận này nói rằng Taliban tuyên bố chiếm giữ Panjshir là sai lệch. Lực lượng NRFA hiện diện tại tất cả các vị trí chiến lược trên khắp thung lũng để tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, ban lãnh đạo NRFA chưa bình luận gì. Nếu thông tin Taliban kiểm soát được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên thung lũng thất thủ kể từ khi bắt đầu 4 thập niên xung đột ở Afghanistan. Đây là trung tâm kháng chiến chống Liên Xô hồi thập niên 1980 và sau đó là thành trì chống Taliban trong thập niên 1990. 6 tù nhân người Palestine đã trốn khỏi nhà tù an ninh nghiêm ngặt ở tại Israel. 6 phiến quân Palestine đã trốn khỏi nhà tù an ninh được canh giữ nghiêm ngặt ở Israel vào hôm nay, được Thủ tướng Naftali Bennett gọi là sự việc nghiêm trọng. Cảnh sát và quân đội Israel đã mở cuộc truy lùng sau vụ trốn ra khỏi nhà tù Gilboa ở miền bắc của Israel. 5 tù nhân là thành viên của phong trào Islamic Jihad và một người là cựu chỉ huy của một nhóm vũ trang có liên hệ với đảng Fatah. Ông Arik Yaakov, chỉ huy miền Bắc của cơ quan nhà tù cho hay là những kẻ trốn tù đã đào một lỗ từ sàn nhà vệ sinh phòng giam của họ để mà thoát ra ngoài. Đây là một trong những nhà tù an ninh nghiêm ngặt nhất ở Israel, giam giữ những người Palestine bị kết tội hoặc là nghi ngờ thực hiện các hoạt động bài Israel. 4 người đang thụ án tù chung thân và nhiều phe phái của Palestine đã khen ngợi cuộc trốn tù. Phát ngôn viên là Fawzi Baum của Hamas được gọi đây là chiến thắng tuyệt vời, chứng tỏ ý chí và quyết tâm của các quân nhân dũng cảm ở bên trong nhà tù thì không có gì có thể đánh bại. Văn phòng Thủ tướng cho hay là ông Bennett đã nói chuyện với Bộ trưởng An ninh trong nước của Israel, nhấn mạnh đây là sự việc nghiêm trọng cần nỗ lực một cách toàn diện của các cơ quan an ninh để nhằm bắt giữ lại những kẻ bỏ trốn. Phát ngôn viên cảnh sát cho hay là lực lượng an ninh cho rằng những kẻ trốn tù có thể tìm cách về Tây Ngạn hoặc là đến biên giới Jordan, cách đó vào khoảng 14 km. Một tù nhân đã trốn thoát được xác định đó là ông Zakaria Zubedi, là cựu chỉ huy của lữ đoàn tử vì đạo Al-Aqsa của Fatah ở thành phố Jenin ở tại Tây Ngạn, mà nhóm này đã thực hiện các cuộc tấn công người Israel trong cuộc nổi dậy vào năm 2000-2005. Quân đội Guinea lật đổ tổng thống, giải tán chính phủ. Binh lính lực lượng đặc biệt lật đổ tổng thống Guinea Alpha Condé hôm Chủ nhật tuyên bố họ giải tán chính phủ, đóng cửa biên giới đường bộ và không phận. Đụng độ bùng phát gần dinh tổng thống ở thủ đô Conakry sáng Chủ nhật. Vài giờ sau đó, những đoạn video trên mạng xã hội cho thấy ông Condé trong một căn phòng xung quanh là lực lượng đặc biệt. Hiện chưa rõ ông Condé đang ở đâu. Ông đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 hồi tháng 10 sau khi sửa đổi hiến pháp để cho phép ông tranh cử lại. Điều này dẫn đến các cuộc biểu tình bạo lực từ phía đối lập và trong những tuần gần đây, chính phủ tăng thuế để bù đắp ngân sách
trong khi tăng giá nhiên liệu 20% khiến cho dân chúng bất bình, khi Liên Hiệp Quốc và Nigeria, cường quốc của khu vực, lên án âm mưu nắm quyền bằng võ lực, lãnh đạo đơn vị tinh nhuệ của quân đội, ông Mamadi Doumbouya phát biểu trên truyền hình, nghèo đói và tham nhũng tràn lan buộc lực lượng của ông phải lật đổ ông Condé. Trong bài phát biểu, ông Doumbouya cũng công bố ông muốn giải tán các cơ quan và hiến pháp của nước này, kêu gọi người dân Guinea đoàn kết cùng nhau để soạn thảo hiến pháp mới. Ông sẽ thực hiện hợp tác bao quát để quyết định số phận của nước mình. Tối Chủ nhật, không rõ ông Doumbouya có nắm toàn quyền kiểm soát hay không, với Bộ Quốc phòng loan báo cuộc tấn công dinh Tổng thống bị đẩy lùi. Những đoạn video trên mạng xã hội trước đó cho thấy xe quân đội tuần tra Conakry và một nguồn tin quân đội cho hay cây cầu duy nhất nối liền với đất liền tại khu dân cư Kaloum, nơi có dinh Tổng thống và các bộ của chính phủ, bị phong tỏa. Valencia đốt hình nộm y tá khổng lồ để bế mạc lễ hội Falas. Bầu trời ở thành phố Valencia ở tại Tây Ban Nha đã tràn ngập pháo bông và một bức tượng y tá khổng lồ được đốt cháy trong buổi bế mạc lễ hội Las Falas vào tối ngày Chủ nhật. Lễ hội 5 ngày thường diễn ra trong tháng 3 đã phải hủy bỏ vào năm ngoái khi mà dịch bệnh COVID-19 lan rộng khắp Tây Ban Nha. Và lễ hội năm nay thì bị hoãn cho đến tháng 9 do các quy định y tế vào hồi đầu năm. Bắt buộc mang khẩu trang vẫn được áp dụng cho các lễ hội cùng với lệnh giới nghiêm 1 giờ sáng. Trong ngày cuối cùng của lễ hội thì những con búp bê giấy Ninot khổng lồ và cầu kỳ được đưa ra đường phố cũng như đốt cháy. Theo truyền thống tôn vinh Thánh Giuse là thánh bổn mạng của thờ mộc, thì những người chạm khắc các bức tượng, những con Ninot khổng lồ và một số con đã lớn bằng tòa nhà 4 tầng, được làm bởi các nhóm nghệ nhân và chi phí lên đến hàng trăm ngàn euro. Chủ đề của Ninot rất là đa dạng, từ ảo thuật và âm nhạc cho đến các vấn đề chính trị xã hội nóng bỏng. Lễ hội năm nay tôn vinh các nhân viên y tế với một Ninot y tá khổng lồ, và dân chúng đã bỏ phiếu cho những bức tượng yêu thích của họ để mà cứu lấy hai bức tượng được yêu thích nhất ra khỏi ngọn lửa trong ngày cuối cùng. Và lễ hội này được cho là có nguồn gốc từ các nghi lễ đa thần, đánh dấu sự kết thúc của mùa đông. Vào năm 2016, thì Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO đã công nhận Las Falas là một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nam Hàn dự tính xây dựng nhà máy phong điện nổi ngoài khơi 1.4 gigawatt. Nhà máy phong điện khổng lồ Mun Mubaram có chi phí 4.9 tỷ đô la và trải dài trên diện tích 240 km vuông, hứa hẹn giảm đáng kể lượng khí thải carbon của Nam Hàn. Để giảm lượng khí thải carbon, Nam Hàn sẽ xây dựng một nhà máy phong điện nổi ngoài khơi có công suất 1.4 gigawatt. Là liên doanh giữa công ty dầu khí Shell và một công ty địa phương, dự án có thể cung cấp điện cho 1 triệu gia đình. Từng phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, Nam Hàn lập kế hoạch chi 7.1 tỷ đô la cho những dự án giúp chuyển hướng sang nguồn năng lượng xanh hơn, đặt mục tiêu không khí thải carbon trước năm 2050. Một phần kế hoạch này là giới thiệu xe hydro, tăng sử dụng xe điện và chuyển sang sản xuất năng lượng tái tạo như nhà máy phong điện ngoài khơi. Tuy nhiên, Nam Hàn không còn khu vực thích hợp để đặt tuabin gió, do đó cần chuyển tới vùng biển sâu hơn và sử dụng dàn tuabin nổi. Dự án nhà máy phong điện Mun Mubaram sẽ do công ty Shell Overseas Investments phối hợp thực hiện cùng với Coens Hexicon. Coens Hexicon là liên doanh giữa công ty năng lượng Coens của Nam Hàn và công ty điện gió ngoài khơi Hexicon của Thụy Điển. Những tuabin gió nổi của nhà máy sẽ nằm cách thành phố Ulsan ở đông nam Nam Hàn 65 cho đến 80 km. Nhà máy có diện tích 240 km và nằm ở vùng nước sâu 120 cho đến 150 m. Từ tháng 8 năm ngoái, các kỹ sư đã lắp 3 trạm quan sát thời tiết nổi. Sử dụng dữ liệu thu thập được, nhà thầu sẽ xin giấy phép xây dựng dàn tuabin trong tháng này. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 35.000 việc làm, sản xuất 4.65 terawatt giờ điện.
nhà máy sẽ giúp giảm 2.33 triệu tấn carbon dioxide mỗi năm. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần tin Hoa Kỳ của VTV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.